Hello cả nhà, xin chào mọi người đến với kênh YouTube Nhà sách Anil Plaza. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm tiếp theo. Đó là sản phẩm đèn ngôi sao 5 cánh. Đây là đèn LED có 5 cánh, gồm 1, 2, 3, 5 ngôi sao lớn và những ngôi sao nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ gom đèn này lên để cho các bạn xem nhé.